Ok, xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Motion ATM. Lại là Huy đây. Và trong video ngày hôm nay thì Huy sẽ làm video về phân tích altcoin ha. Nhưng mà cái chủ đề về video ngày hôm nay nó sẽ hơi lạ một tí. Đó là chủ đề về chủ tịch của Real Madrid là ông Florentino Perez có mua Bitcoin hay là chưa. Và nếu anh em thấy video này hay và bổ ích thì hãy dành 5 giây để trà tấn nút like và subscribe kênh. Và comment phía bên dưới video này một đồng altcoin mà anh em đang quan tâm và muốn mình phân tích ở các số video altcoin tiếp theo thì mình sẽ phân tích giúp cho anh em ha. Và để không mất thời gian của anh em nữa, chúng ta sẽ bắt đầu ngay video ngày hôm nay. Thì vì sao mà mình lại làm cái chủ đề như thế này? Thì mình thấy rằng á là dạo gần đây có rất là nhiều tin tức của các bài viết, bài báo cũng như là trên cái mạng xã hội Twitter là nói có đề cập về cái việc là ông Florentino Perez này đã mua Bitcoin hay là chưa, và cũng như là ông ấy đã đầu tư Bitcoin chưa. Thì mình thấy rằng hiện tại á, những cái tin này vẫn chỉ là những cái tin đồn thôi, nhưng em thấy là mình có sưu tầm được và mình cáp ở đây. Thì đây là một cái bài viết về ông Florentino Perez đã mua Bitcoin rồi ha. Và đây mình thấy rằng là những cái này á, là những cái tin đồn cũng như là chưa có thông tin chính xác nào là xác minh là ông chủ tịch của Real Madrid này đã mua Bitcoin ha anh em. Và hiện tại thì mình thấy rằng á, với cái việc mà cái một cái dự án, một cái sàn tiền điện tử, đó là cái sàn Coinbase đã được IPO ở trên sàn chứng khoán thế giới, thì cũng đã thu hút được nhiều nhà đầu tư cá nhân mà có tài vốn lớn cũng như là các cái quỹ đầu tư lớn thu hút vào thị trường và đầu tư vào Bitcoin. Thì nó cũng là điều rất là dễ hiểu, cũng cho nên á là việc mà chủ tịch của Real Madrid là ông Florentino Perez ông ấy đầu tư vào Bitcoin nó cũng là điều bình thường. Bởi vì hiện tại với cái tỷ suất lợi nhuận của Bitcoin á, thì em thấy là trong 7 ngày vừa rồi thì nó tăng 12% trong 7 ngày vừa rồi, nên em thấy là đây là một cái tỷ suất lợi nhuận mà nó tương đối là lớn ha trong thị trường tài chính. Và em thấy là trong thị trường crypto này hiện tại chúng ta thấy rằng trong 7 ngày vừa rồi không có một đồng altcoin nào trong top 10 nó giảm ha anh em. Anh em thấy đây là một cái sự tín hiệu, đây là mùa altcoin đã tới rồi ha. Và vì sao mùa altcoin nó đã, mình biết là mùa altcoin nó đã đến bởi vì ở trên TradingView, đó là cái biểu đồ về thị phần Bitcoin, mình đã dự đoán nó tương đối chính xác, đó là cái thị phần nó đã giảm vượt qua, nó phá cả vùng hỗ trợ 57,7%. Đây là một cái vùng mà hỗ trợ được coi là hỗ trợ gần nhất ở trên cung tuần của thị phần, và nó đã phá rồi. Cho nên mình thấy rằng á, mùa thị phần của Bitcoin nó giảm và giá của Bitcoin nó đi ngang cũng như là nó tăng, và dòng tiền liên tục đổ vào thị trường. Cho nên là dòng tiền đó nó sẽ không đổ vào Bitcoin và nó đổ vào altcoin, thì altcoin nó boom ha. Thì đây là một cái mùa altcoin season đã bắt đầu cũng như là nó đang diễn ra rồi, cho nên anh em có thể canh những cái đồng altcoin mà nó vượt cái vùng đỉnh và nó break hẳn hoi á, thì chúng ta có thể mua vào thêm, cũng như các cái đồng altcoin mà chúng ta mua được ở vùng entry tốt thì chúng ta có thể gồng tiếp ha. Và anh em thấy là hiện tại vì cái dominant thị phần nó đang giảm với cái vùng hỗ trợ tiếp theo, đó là vùng 52,62%, và đây là vùng hỗ trợ mà nó tồn tại từ đầu năm 2019, em thấy là từ tháng 5 2019 đến bây giờ ha. Đó, cho nên em có thể thấy được là đây là một vùng hỗ trợ tương đối cứng trên hôm tuần, nó đi qua hai cái đáy ở trên hôm tuần rồi, vùng 52% hai năm. Nếu mà nó phá luôn á thì chúng ta sẽ thấy được là cái vùng tiếp theo mà nó sẽ về, đó là vùng tầm 40% đối với thị phần Bitcoin. Vì đây là một cái vùng mà tương đối là rất là tốt cho chúng ta, tại đây tín hiệu rất là tốt cho việc chúng ta hold on coin ha. Và mình phân tích các đồng on coin theo yêu cầu anh em. Đầu tiên sẽ là đồng Neo. Đồng Neo này thì đây là một cái biểu đồ cũ ha, biểu đồ mà trước đây mình đã vẽ cho anh em rồi và mình cáp lại cho anh em. Thì cái biểu đồ này, vì sao mà mình lại vẽ biểu đồ này, cũng như là bữa trước mình đã call anh em mua ở vùng này giá nào, thì trước đây từ rất là lâu đối với các anh em mà fan cứng của kênh mình á, thì mình đã call anh em mua được ở cái vùng giá là vùng 21 đô rồi, và vùng mua mà gần đây nhất mà mình call anh em mua lại mua thêm á, là vùng 33,8 đô, là vùng rebuy zone nè, còn vùng 21 đô là vùng buy zone ha.
là vùng mua. Hiện tại em thấy là nó đang là mức giá của Nail đang là 71 đô, chúng ta đang nhân 3 lần cái giá trị rồi ha, nhân 3 tài khoản rồi. Và đây là cái biểu đồ mới của chúng ta. Ở trên khung ngày em thấy được là nó đã vừa phá vỡ khỏi cái nền tích lũy này ha, và nó phá lên và có một nhịp quay về retest lại nè. Em thấy là cái nến có bóng nến dưới nó chạm đúng cái cạnh trên và nó tăng lên ha. Thì đây là cái lực tăng khá là mạnh, cũng nhìn nó vừa phá cái vùng kháng cự vùng đỉnh 55,1 đô ha. Hiện tại thì anh em thấy nó phản ứng sau khi mà nó phản ứng với cái mốc Fibo 2.618 thì hiện tại nó đang tăng tiếp, nó phá luôn rồi. Có thể vùng target tiếp theo của cái đồng Nail này là vùng 81,9 và vùng 92 đô ha anh em. Và về thông tin cơ bản thì cái đồng coin này hiện tại đang đứng top và vốn hóa của nó là gần 5 tỷ đô. Còn cái cung là cái số lượng coin ở trên thị trường á, đang lưu hành á, là 70 triệu đồng token, và cái nguồn cung tối đa của nó là 100 triệu ha. Và hiện tại thì những thông tin mới nhất của nó là Nail Payment đã vừa chấp nhận thanh toán bằng cái đồng Nail và đồng Gas ha, và nó vừa ra mắt thêm cái việc nâng cấp trong web, đó là Nail N3 Testnet ha. Và em thấy hiện tại những cái tin tức rất là tốt đối với đồng Nail này, cũng như là trước đây mình có nói với anh em á, Nail là đồng coin của Trung Quốc, cho nên là một khi mà nó boom á thì nó sẽ boom rất là mãnh liệt, rất là mạnh luôn. Cho nên em thấy hiện tại nó đang boom vào cái thời kỳ nó rồi. Đó là khi chúng ta mua ở vùng 21 đô, hiện tại nó đang là nhân 3 rồi ha. Và nếu có thể thấy là hiện tại chúng ta có thể đặt đặt phòng được, đặt phòng khách sạn được bằng Nail luôn. Ở trên trang web của Travala này, anh em có thể thấy hiện tại giống cái đồng Nail này được ứng dụng vào việc thanh toán rất là tốt. Cho nên em có thể thấy là giá của Nail nó tăng cũng khá đương nhiên, bởi vì là nhu cầu về đồng Nail này nó càng tăng thì nó sẽ đẩy cái giá nó tăng, thì nó rất dễ hiểu ha. Và tiếp theo là sẽ đồng TRX, là đồng Tron. Đồng Tron này em thấy là trước đây mình cũng đã có nói với anh em luôn rồi, đó là đồng Tron này là đồng coin của ông Chu Tinh Sun, là được coi, được ví, được mình ví, cũng như là mạng xã hội ví như là Jack Ma của thị trường crypto ha. Ông này là người có ảnh hưởng rất là nhiều đến thị trường crypto, cho nên anh em thấy là những đồng coin mà ông này build á, nó sẽ một khi mà nó vào cái làn sóng pump cũng như là FOMO thì nó sẽ bơm rất là kinh. Anh em thấy hiện tại chúng mình đã coin anh em được hai vùng, đó là vùng 0,025 và vùng 0,05 đô này. Hai vùng này nó chen nhau đến tận là 100% giá trị của nó, và hiện tại nó bung đến đến nếu anh em mà mua ở vùng giá 0,025 á, chúng ta đang lãi 529% rồi. Còn ở vùng giá này thì có rất là nhiều anh em hỏi mình có nên mua hay không. Ở vùng giá 0,16 đô thì chúng ta đã nhân 6 lần rồi, thì chúng ta không có nên mua ha, vì hiện tại nó đang bung rất là kinh. Cũng như là nếu mà chúng ta mua ở thời điểm hiện tại, chúng ta chấp nhận lỗ trước là 500% đi thì chúng ta mới quyết định mua. Thì đây là cái lời khuyên của mình, đó là chúng ta không có nên mua, vì đây là không không phải là vùng mua tốt, cũng như là cái mức giá của nó đang quá cao rồi vậy ha. Ok, và đó là đồng Tron. Còn cái đồng cuối cùng là cái đồng Bon, cái đồng Ma Linh ha. Và cái đồng Ma Linh này thì trước đây mình cũng đã call anh em, đó là vùng mua ở vùng 0,15 đô, và khi mà nó đâm xuống, nó gãy vùng này thì có rất là nhiều anh em bán ở đây. Nhưng mà nếu anh em nào mà hiểu về dự án của họ thì chúng ta vẫn còn hold, chúng ta đang lãi là tầm cao nhất là 111%, còn hiện tại nó đang lãi là tầm 40% ha. Và cái đồng coin này hiện tại thì trước đó mình làm cho anh em á, đó là vốn hóa chỉ có 75 triệu đô thôi, và nó vừa lên sàn Binance là trước đó. Còn dự án này nhìn chung rất là ổn cho việc hold dài hạn của chúng ta. Nó là một cái giao thức layer không và cung cấp cái cơ sở hạ tầng mạng và cái với cái hiệu suất cao cho các cái mạng blockchain phi tập trung ha, DeFi. Và hiện tại thì mình thấy rằng cái đồng coin này nó cũng tiềm năng như CTSI là KTC, cho nên em có thể canh chúng ta mua thêm ở vùng giá ở tầm vùng đây, ở vùng 0,02 đô và vùng 0,15 đô. Và vì sao lại không vùng 0,2 đô? Bởi vì nó là một vùng đáy trước đó, hỗ trợ trước đó, và cái vùng Fibo 0.618 ở vùng 0,2 đô luôn. Và hiện tại nó đang đi trong cái mô hình tích lũy này, cho nên em có thể chờ, mình nghĩ lên cũng sẽ có một nhịp nó quay về retest lại cạnh dưới và chúng ta có thể mua thêm ha. Đó là cái đồng Bon. Và các cái kèo mà gần đây mình có share cho anh em á, hiện tại đang có lợi nhuận rất là tốt. Và nếu anh em mùa nào muốn tham gia những cái kèo mình call tiếp theo ở trong channel Telegram team mình, thì anh em có thể tham gia bằng cách lẵng qua đường link mình để dưới phần mô tả của mỗi video. Sẽ có một cái đường link Telegram group này, anh em bấm vào, nó sẽ đưa anh em vào group Telegram team mình. Thì trên đây là hơn 13.000 thành viên rồi, anh em có thể lên đây và thảo luận ha.
cũng như là chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm của anh em với nhau. Ok, và cái video này của mình đến đây là kết thúc. Và hiện tại thì mình thấy là những cái thông tin về chủ tịch của Real Madrid có mua Bitcoin rồi á, thì đây là những thông tin tin đồn thôi, chứ nó chưa có xác nhận, cho nên là em fan của đội bóng Real Madrid thì có thể xác minh lại, cũng như là chờ đợi những thông tin tức nó chính thống hơn ha. Ok, và xin cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại anh em ở số video tiếp theo.